Xin chào các bạn, tiếng hú phát ra từ song sắt này ám hiệu điều gì đây? Nó được phát ra từ lỗ thoát nước. Hàng xóm xung quanh họ không ngủ được và vô cùng sợ hãi. Đó là những tiếng rên rỉ. Liệu có thứ gì đó khủng khiếp đang ở trong bóng tối? Chính tại thành phố này, mọi người đã nghe thấy những âm thanh rên rỉ từ đây. Nhìn bên trong đây, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy rác bẩn và lá khô. Chú McVest nói nếu tôi cho một túi hạt vào trong này, sáng hôm sau kiểu gì chúng cũng biến mất. Anh chị phóng viên bắt đầu nghĩ cách làm sao để cứu được con thú gầm gừ trong đó. Anh đẹp trai bắt đầu đặt ổ cứng bên trong đường cống, sau đó cài đặt một camera để quan sát. Khoảng một lúc, phát ra một âm thanh lạ được nghe thấy bên trong hệ thống thoát nước. Chúng tôi thấy có cái gì đó đang di chuyển. Ồ, có một con chó chui ra từ ống cống. Có vẻ như chú chó đáng thương này muốn ra ngoài. Vì vậy, cậu nhóc ta gào khóc khi nhìn lên trần nhà. Đi đi lại lại bồn chồn qua lại hai bên đường thủy. Vì bỏ đói khá lâu nên chú ta đã ngửi bim bim và ăn. Hãy nhìn kìa, nó đã bị bỏ đói bao nhiêu lâu rồi, đến mức xương sườn đang lồ lộ ra. Nó quay ngoắt đi trốn vào trong ống cống khi nghe thấy tiếng động từ phía trên cao. Làm thế nào để giúp chú chó này thoát ra khỏi đây bây giờ? Một anh phóng viên xung phong trèo xuống kiểm tra bên trong của đường cống. Người ở phía trên soi đèn và không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Có lẽ trong này quá hẹp để cho một người lớn chui vào. Anh ấy đang đi tìm chú chó. Đầu tiên chúng ta phải nghiên cứu tìm ra chiều dài của ống thoát nước. Nhận thấy có một cửa hút nước từ trên cao. Vì vậy, nó dài hơn hàng chục km. Đường cống chú chó đang trốn ở trong này. Đó là một con đường dài và phức tạp. Thậm chí nó dài hơn 10 km từ cửa vào đến cửa ra. Chúng tôi quyết định tiếp tục quan sát xem nó đang làm gì. Bỗng nghe thấy âm thanh từ cống bên phải. Đây rồi, đã tìm thấy vị trí của nó. Tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Chính vì vậy chúng tôi quyết định rượt đuổi theo nó bằng thiết bị đặc biệt. Có vẻ chú ta đã đi hết con đường rồi. Đúng vậy, tình hình vẫn chưa mấy khả quan cho lắm. Chú kiểm sát viên vẫn không thể thấy bất kỳ dấu vết nào của chú chó. Nếu vậy, thì phía đối diện của cống như thế nào? Hình như đây là điểm kết thúc. Ở đây có một lỗ hổng lớn. Có một khoảng cách mét giữa đầu vào và đầu ra. Vì vậy, sẽ rất khó để cho con chó nhảy đến nó. Con chó có thể đến từ trên cao nhưng không thể trèo lên. Chúng tôi nhìn xung quanh các đường ống kết nối với khu vực con chó bị mắc kẹt. Phát hiện ra có dấu chân chó ở đây. Đây là dấu chân chó. Có dấu chân chó rõ ràng. Tuy nhiên lại không phát hiện lỗ để vào. Chúng tôi tiếp tục nhìn xung quanh và quan sát những nơi khác. Ôi, thì ra có một cái lỗ ở đây. Một lỗ dẫn đến cống. Ôi trời, có dấu chân rõ ràng ở đây quá này mọi người ơi. Chú ta có lẽ có thể đã vào đây, song bị mắc kẹt vì nó không thể leo lên được nữa. Điều duy nhất chú ta có thể làm là khóc để thể hiện sự hiện diện của mình. Amen. Chú chó này đã cô đơn và sợ hãi biết bao. Ekip chúng tôi chuẩn bị thức ăn, nước sạch để kéo vào đấy cho nó ăn lấy lại sức. Con chó chạy ra nhanh chóng và ăn lấy ăn để vừa ăn vừa lo lắng. Và chú ta lại bắt đầu khóc, tiếng kêu như xé lòng các anh chị phóng viên bên ngoài. Hình như ở cổ chú ta có cột một sợi dây xích. Có lẽ nó bị tuột khỏi dây xích và đi lạc vào đây chăng? Anh áo cam đang đi hỏi xung quanh xem có ai bị mất chó ở gần đây không? Và hầu hết các nhà đều trả lời, nhà tôi không nuôi chó. Anh áo cam vẫn gắng cự hỏi bà cụ có biết con chó này không? Bà cũng chỉ lắc đầu bảo tôi chưa từng gặp nó. Vẫn không cam chịu, anh áo cam kêu gọi thêm người để đi tìm chủ của con chó đáng thương. Họ lắc đầu và chỉ về hướng chị béo áo đỏ. Hình như cô áo đỏ đã cho ekip này biết thêm manh mối. Đây có phải là con chó đã bị mất một vài ngày trước không? Cô chỉ anh đi lên đó, có một con đường rẽ sang bên phải, đi thêm một đoạn thì lại rẽ sang bên trái. Đi tiếp thì cứ hỏi hàng xóm là biết nhà chủ nhân của con chó bị mất tích. Có lẽ ông chú đội mũ này là chủ nhân của nó rồi. Ông chú miêu tả đó chính là một con chó màu vàng, to cỡ này. Anh phóng viên vẫn chưa tin lắm, anh hỏi chú bị mất nó khi nào. Nó đi vào ngày 3 tháng 1, dây xích đã được nới lỏng ngày hôm đó và nó đã bị tuột mất rồi chạy đi. Con chó tên Gừng được nuôi 4 năm đã rời khỏi nhà 20 ngày trước vì dây xích bị nới lỏng. Người chú này còn giơ ảnh chú chó chụp với con trai của ông ta. Ông còn miêu tả bàn chân trước nó màu trắng khác với bàn chân còn lại. Anh phóng viên giờ mới khẳng định chắc nịch đây chính xác là chủ nhân của nó rồi. Ông chú sốt sắng muốn gặp cậu vàng của mình. Gừng, Gừng. Ông chú gọi tên Gừng để xem nó có động tĩnh gì không. Chú chó ở dưới rên rỉ lên như muốn vỡ òa kể lể với chủ nhân vậy. Gừng vội chạy sang ngay phía ống cống đối diện. Ông chú tiếp tục hét tên Gừng một lần nữa. Khoảnh khắc mắt họ gặp nhau, nhìn thấy thương làm sao. Gừng thì khóc trong đau khổ. Ông chú trấn tĩnh, em Gừng, chú mày còn sống là tốt rồi. Đừng lo lắng quá nhé, tao sẽ cứu mày lên thôi. Gừng liên tục khóc vì cuộc hội ngộ đầy bi thương sau 20 ngày. Được rồi, chúng tôi sẽ giải cứu bạn. Ông chú trèo thang đi xuống gặp Gừng. Ông cũng không hiểu làm thế nào mà nó sống sót được qua 20 ngày trong này. Quả là một kỳ tích. Gừng chui vào vòng tay của chủ nhân như một đứa trẻ. Mọi người rất vui khi chú chó này tìm thấy chủ nhân của mình. Thật tuyệt vời, tất cả đã an toàn. Ông chú rưng rưng bắt đầu kể, khi Gừng còn nhỏ, mẹ chú đã bị một con chó lớn cắn và đi đời.
Chính một tay ông đã cho chú tạo uống sữa trong suốt mùa đông, vì vậy ông rất gắn bó với nó. Ông rất buồn khi cậu gừng đi lạc. Ông còn hào hứng kể nó rất giỏi, còn săn được cả gấu U Trúc trên núi. Mọi người xung quanh thắc mắc, liệu có phải nó rời đi để săn gấu trúc không? Có lẽ vậy, dường như gừng đang theo đuổi bắt thứ gì đó và bị kết quả như thế này. Cũng tạ ơn trời đất, may mà nó vẫn còn sống. Chú chó này đang dần hoàn hồn lại, trông chú em vẫn còn đẹp trai chán ấy nhỉ. Sau đó đội phóng viên cùng ông chú dẫn chú chó đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ thú y nói rằng chú chó đã giảm 2 cân và mất nước 3%, nhưng nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ của nó đều bình thường. Cuối cùng thì gừng cũng đã về nhà, thật hạnh phúc khi về nhà. Ông chú vội vàng chuẩn bị hẳn cả một con gà ngon lành cho gừng. Gừng, mày ăn nhiều lên, không biết cảm giác của nó thế nào khi nhìn thấy chủ nhân nhỉ? Nó vui đến mức không ăn chăng? Đừng có tùy tiện bỏ nhà đi nữa nghe chưa, lần này là chúa phù hộ cho mày đấy. Đợi chủ nhân mời ăn xong gừng mới ăn, trông nó rất đói kể từ khi bị mắc kẹt ở đó ha ha. Chắc từ giờ ông chú phải đưa em nó đi tán gái thường xuyên và đưa lên núi săn gấu thôi. Đây là một video đầy tình thương và thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu bạn yêu thích hãy nhấn like và subscribe cho team mình có động lực làm video hay tiếp nhé.